Trưa ngày 8 tháng 1, Viện Kiểm sát công bố bản luận tội đề nghị mức án đối với hai cựu bộ trưởng và 36 bị cáo trong vụ Việt Á. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị 19-20 năm tù về tội nhận hối lộ. Trong 6 người bị truy tố nhận hối lộ, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long là người bị cáo buộc nhận nhiều tiền nhất từ Việt Á, 2,25 triệu đô la Mỹ, hơn 51 tỷ đồng. Viện Kiểm sát cáo buộc ông Long nhận tiền và thực hiện hành vi sai phạm can thiệp, chỉ đạo giúp công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm, hiệp thương giá cao gấp 3,5 lần. Dù nhiều lần được cấp dưới báo cáo về việc Việt Á chưa đủ điều kiện được cấp phép, giá hiệp thương không có căn cứ, ông Long cũng được báo cáo sai phạm về nguyên vật liệu sản xuất kit test. Có ý kiến đề nghị rút số đăng ký lưu hành nhưng không xử lý theo đúng trách nhiệm mà tiếp tục đôn đốc, tạo điều kiện cho Việt Á. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị cơ quan công tố nhận định đã lợi dụng dịch bệnh, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo cấp dưới can thiệp, giúp công ty Việt Á trong quá trình cấp phép cũng như hiệp thương giá sản phẩm. Hành vi của ông Long xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, nhất là lĩnh vực y tế. Hành vi của cựu Bộ trưởng còn là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt sai phạm của cấp dưới, đồng thời tiền đề để Phan Quốc Việt và công ty Việt Á gây ra chuỗi sai phạm. Viện Kiểm sát cho rằng sai phạm của ông Long gây nhức nhối trong dư luận, kéo theo hàng loạt sai phạm của các bị cáo khác. Trong khi ngân sách nhà nước đang phải gồng mình để bù đắp các thiệt hại do dịch bệnh gây ra, cựu Bộ trưởng lại gợi ý, đề nghị Tổng Giám đốc Việt Á chi số tiền đặc biệt lớn cho mình.